Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Mở đầu chương trình là bài Tình Xa Gửi Ánh Trăng Gần, soạn giả Xuân Mật viết lời theo điệu Trước Cầm Hồi Văn, nghệ sĩ ưu tú Văn Chương và Túc Nam thể hiện. Biển đêm lấp lánh trăng soi, long lanh mây nước bồi hồi bước chân. Tình xa gửi ánh trăng gần, nhờ câu Trước Cầm Hồi Văn trao lời. Vầng trăng biếc xanh ngời trên sóng, giữa mây trời tay súng không rời, ánh thép ngời trăng soi, gió lướt đi mây trôi, con sóng trao lời thương nhớ gọi thầm trên môi ơi. Vành trăng như mắt đi ai cười, sáng đi sáng bên trời vành trăng như mắt đi ai cười, chữ dịu đi dàng tha thiết đi bồi hồi nhớ mong đi nặng nghĩa tình đi non đi sông đi nước biếc đi trăng đi trong đi lòng hẹn đào thép mi kiên mi gương mi đẹp dáng hình quê nghi hương mi ơi. Biển xanh hát với trăng vàng cũng hát đi tâm tình, biển xanh hát với trăng vàng chữ đồng đi xanh gọi sói rộn ràng sóng lúa đưa đi trăng đi cũng ca trèo đi xuống đi sang súng thép đi liên đi ngang lúa chiếu đi bông đi vàng nước non tình là bài Điệu Chèo Ai Hát do soạn giả Hồ Sĩ Xoan viết lời theo điệu Ngâm Sổng và Chinh Phụ, nghệ sĩ Thủy Linh trình bày. Điệu chèo ai hát
sĩ ưu tú Thu Huyền sẽ gửi tới quý vị và các bạn bài Sao Xuyến Một Vầng Trăng do soạn giả Nguyễn Quang Cảnh viết lời theo điệu ngâm sổng và luyện năm cung. Gió từ đồng lúa thổi qua, vầng trăng êm dịu ngọc ngà sáng soi, lung linh đẹp giữa bầu trời, mênh mang tiếng hát đầy lời yêu thương. Nhớ về thank you.
Mời quý thính giả nghe bài Tự hào khúc hát tình ca, soạn giả Tiến Bể viết lời theo điệu đường trường tiếng đàn, nghệ sĩ ưu tú Hồng Ngát thể hiện. Chịu tan tay, mang sức
Sau đây là bài Hát với Trường Sa do soạn giả Đỗ Tĩnh soạn lời theo điệu Sử Bằng, nghệ sĩ ưu tú Đoàn Liên thể hiện. Cả nước hướng về anh người chiến sĩ, đang ngày đêm thao thức với Trường Sa. Tổ quốc bên anh, hải đảo là nhà, điệu chèo quê có Trường Sa nồng thân. Anh đứng đó mũ ngời sao sáng, giữa trùng dương nước bạc với mây xanh giữa phòng bà. Bão táp mơ quanh cả tổ quốc tung bay trong gió. Cây tùng đứng hay là anh đứng đó, mặt người xa nòng pháo vươn xa xua bóng mây đen đuổi cả giữ rình mòi. Anh chỉ muốn trời yên biển lặng. Anh từng chịu muôn vàn thử thách, thiếu tin thứ nước ngọt rau xanh, thiếu màu đen mái tóc dài buông màu non trắng trên đồng xanh mượt lúa. Anh say sưa bên bờ công sự, mặt dõi nhìn Nam Bắc Tây Đông, lòng anh vui ngắm những đàn chim bay theo bóng con thuyền khoang nặng cá. Gửi tới anh điệu chèo quê mẹ, để lòng anh luôn ấm bóng hàng tre tin yêu anh son sắt câu thề. Trường Sa đó bên nhau hòa sóng gió, kết thúc chương trình là bài Tiếng Hát Trên Đồng Ngô, soạn giả Dương Đức Nghiêm viết lời, nghệ sĩ Tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên thể hiện theo điệu Quân Tử Phu Dịch. Em ơi, giữa đồng ngô xanh tươi bát ngát, anh nhẹ nhàng cất tiếng hát ngân vang. Nhìn cây ngô hàng nối tiếp hàng, lòng bồi hồi xôn xao niềm vui mới. Em chợt nghe đâu đây lời anh hát, tiếng gì rào cờ đỏ sắc ngô bay, nhờ người khéo léo
đồng xanh ngô mày bắp vàng. Vừa nghe chương trình hát chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt.